right now. Let's go. Oh. Now to you. Okay, okay. First game, 1v1. So, Miner and Barbarian band. Have Tombstone. Baby Dragon. Royal Dragon. Royal Dragon. No, Lava and maybe Royal Dragon. Maybe Golem. I think so. Because of this time, I see Wizard better next week. Lava clones, maybe. Bước cần à? Không, không phải Rave Jab à? Đây này không phải Rave Jab, Clock. Clock thì không phải Rave Jab à? Mình nghĩ là Becca, à mình nghĩ là Golem, Golem. Mình béo qua mô nó chắc, chắc phải. Deck này chỉ có Death thôi. Chắc là không có Royal Zion, no Golem. Royal Zion. Tornado! Tornado! Nice! Ôi ôi ôi, con rồi, con... Nice! Đấy, đoán đầu có sai, tuyệt vời! Ok! Một pha xử lý cũng tuyệt vời đến từ Little Chen. Phải nói là một pha cover được con IC Wizard cực kỳ tốt. Tiếp tục vào spam Royal Giant lên. Có quả support của Mega Man. Có một hit của Royal Giant không? Có, chắc chắn là có, chắc chắn là có. Rồi, có Looper nằm xuống đi. Mình không nhớ thẻ cuối cùng của Red Player là gì đây. LGD Player. Liệu rằng là một cái landing không? Mình cũng là không. Con rồng cắn vào trụ. Tornado đâu? Thôi, bị out cycle rồi. Cần phải ép chuẩn hơn. Royal Giant đẩy lên. Con Lumber đã hơi thấp. Lightning đây rồi. Lava clone. Holy shit. Lava clone, clone. No, Tornado, no way, Tornado miss. No. What the hell. Ok, right now, game number 2. Set 1, game number 2. I have Nova Banner Snipper. This CRL China, North Ladder, you know? New sub, yeah, thank you. Yeah, little Chinese so cute, yeah. Scott, of course. Yeah, so cute. And very handsome. Gì đây có gì cây đúng rồi có yêu yêu cây. No bones. Snowbone bị nép một chút. Và Barbarian cũng bị nép một chút. Nhưng không đáng kể. Thank for subscribe, the new subscribe. Mất thời gian kìa. Các bạn xem CIL China là các bạn phải rất là kiên nhẫn bởi vì họ đánh rất lâu. Họ đánh 5 set cơ. Hơn nữa là họ đánh không bị không có tính gọi là tính là nó was playing a snowball Kojo. Good idea. Ở Việt Nam đá là lúc 7:45 cùng với thời gian ngày hôm qua, ngày trận đá với lại Thái Lan. Chắc chắn là trận đá bóng mình sẽ xem rồi. Không bỏ được. Mình sẽ đi kiếm nhiều gì ăn, bây giờ mình không thể đi vô đồ ăn được. Phương
What happened? Yeah, yeah. Mid down deck. Yeah. Snowbone and lock. Last deck. Last deck. Oh, it kills no. Wow, it kills no. Không, tại vì đấy bài nó xấu vì vậy là phá cũng khó. Ronaldo. Yeah, Ronaldo, long time no see executioner. Long, long time executioner. I think great job. Ooh, executioner, Pekka, Food, and Goblin Giants. Mega Minions. Executioner cycle. Yeah, executioner, that's right. Long time no see executioner on ladder. Long time no see on Wow, Goblin Giant and Lightning! Oh my god, Pekka coming! Pekka coming! Nice! Wow, nice defense! Wow! Great job! That's right! No tank! A little bit damage. Yes, the wide deck, yeah, I like to good defend, yeah. That's right. This wide deck. Wow, Pekka, super defense, super strong car. Một chỉ cậu uẩn. Yeah, Goblin like a double pin speed down. Rebecca chop down everything, yeah. Super defense. Wow! So many damage. Goblin Zion, wow, 9999. I keep thinking of 9 tornado. 999. Goblin Zion on the right. Wow, Pekka, uột, là con Pekka chuẩn vãi nhãi ạ. Okay, draw game. And remount. Remus. Xong rồi, giờ meta sao đây? Now the same retreat, another copy on them. Now this leg for only tournament in CIL China, only. Okay, right now, actually, Hawk Earthquake maybe. This leg very, very, very hot. Hey,
应该不是电池人，这这应该不是电池人，不是电池，还是那一套那个双绿的，小陈好像这边带了一首蝙蝠，是效果感觉，效果感觉。OK, Hot Earthquake đi rồi. Được rằng Hot Earthquake này có thể đép được hay không? Yeah, that's Chinese style meta. Wow, as a red player, he keep Rail Giant và Goblin Giant pin down. That, that double freeze. Nice. 但是无所谓，气势已经拿出来了。这个青龙会卖吗？哇，那谁？哎，两下。其实这个操作是非常非常难的。以前我看有人做出来过，就是三个小怪完美解满解，但是他那个一定要。好 ，Earthquake， 好 ，coming。然后彩凤还能把他拉过去，确实这个。操作难度有点大，可遇不可求。基本上说打防住就看一下，假设这个地狱塔是怎么定，啊，直接立出来。Lightning，Lightning。这个王死不行。我看一下有没有。Nine defend， 我有 Vanki 绝对。Lock 控制住 Archer， Snowball 和 Lock 控制住 Archer。Bad， 呜 ，GG。After match up, Raiki, you're in the same way. Love for sure, yeah. Nice, Nice, Hello, what's up, Raven? Now, YouTube sent me not. 一个天湖洗手的狗熊，狗熊换路呀，跟你换路不管了。能真的能换掉吗？如果能换掉，能换掉。如果但是石头人的话，肯定是换过狗熊的。就千万不要去。Why CIL China one v one the first not two v two? I don't know. This is format of CIL China. So different CIL West, different CIL CIL Asia.这样过还不下盘，那就是铁板钉钉的搭配卡组了。是，而且从九宝宝的表情上来讲，好像排序不是特别的好。两张小卡数，金巴罗斯，嗯，那说，哇，这太厉害了 ！Who will win? I'm supporting Lova is boss。还没有过出来，一定要先。Good luck。哦 ，Lock and Snowball。如果排序真的 ，Lock the same。再过一张牌。看来手里应该都有核心牌了，嗯，现在说即将封。哦，手在这里，神带了一手天狗，乌龟基本上都搭天狗的。天狗，波兰，乌龟队友，波兰 ，No Lightning， 哇，就是他怕解不了对面的推荐，是的。这里可以卖了，是啊，可以直接成瘾搭配。来做那种，哇哦，来做那种，哇哇哇！那我 Goblin Giant again， I think Goblin Giant again， Double win Goblin Giant again， I think so， Rider Giant no， I think Golem and Goblin Giant， 哎呦，还行 Goblin Zion he keeps this back Goblin Zion beat down. Wow, I'm eating hamburger from McDonald's right now. Wow, it's nice. So really delicious. 现在来讲，我求我帮他尝试是多一个王者呀，就看见这多了一个王者，你就来打他，因为他直接进卡了。Delicious. 哎，two shot. 对呀，求我帮，这一步求我帮，为了大匪，然后。小城这里如果再成一个熟人，现在 using the same， keep Robin Zion beat down， 和 one two three game。小城这边是十多人，张顾问都在手上。
会啊，肯定露出来，乔治出了那么多生物。Lightning coming。Go left. Wow, that's right. And right now, push. Maybe you got an... It's time for you, Lightning? No. Maybe you got a better. One shot. Wait. How to defend right now? Be careful. No way. No, that is no. One shot. No way. Wow. Holy shit. Hello. Holy shit, đây mới là game này. Đợi chút. Subscribe.